chúng ta sẽ thấy được cái gồng lời là đẳng cấp của một sói già và sự buồn chán của broker. Những cái broker mà cho công ty chứng khoán thường muốn chúng ta đảo lệnh và đi nhiều lệnh, cắt ra cắt vào để nhằm hòng thịt cái số phí của chúng ta và mặc kệ ta. Khi mà thị trường xuống thì sẽ im lặng, còn thị trường lên thì sẽ nhào vô. Những broker thường cho chúng ta 10 mã và khi mà lãi mã nào thì họ sẽ tập trung vào đánh mã đó, nói nó và PR nó, còn đâu sẽ ỉm đi những cái mã đang lỗ. Cho nên chúng ta phải biết gồng lời, biết cô đặc danh mục và chỉ vã vào một con, hai con. Và khi mà chúng ta đúng, chúng ta phải đi tiếp. Sai, chúng ta buộc phải cô đặc và cắt lại từ đầu. Không ai đánh là thắng cả 100%, nhưng hãy dành 70% số thắng để trong trường hợp chúng ta vã những cái lệnh mà chúng ta chuẩn. Đó chính là cái cách mà chúng ta phải tìm hiểu rất là chi tiết, kỹ càng, sao cho tốt nhất. Cái mẹo vào lệnh đó là gì ạ? Phải dò được lệnh, sau đó là đúng đi tiếp, sai chúng ta phải đi lại từ đầu. Tất cả nó là bài học xương máu. Chúng ta hãy xem FLC, nhiều broker rất sợ, bởi vì sao? Bởi vì họ thích có cái không gian ra vào để kiếm tí phí, đúng không ạ? Do vậy chúng ta phải hiểu chi tiết. Một số các cái thành phần đu đỉnh, đúng không ạ? Nhưng mà lại thấy rằng là chúng ta sẽ bị sự lợi thế so sánh nó bị kém. Do vậy chúng ta phải chú ý cái cách gồng lời. Qua đây chúng ta cũng PR Gen quỹ giao dịch với hai giải pháp no loss, với gói số 1 giải pháp Forex, giải pháp chứng khoán. Đó là gói số 1 no loss vận hành LPOA và gói số 2 là 37 cùng với ông già.